đó, nó có gì trong. Ngoài mấy con này ra. Con cuốn chiếu ạ. Con cuốn chiếu. Dạ. Con cuốn chiếu. Con cào cào. Cào cào. Cào cào. Cào cào. Con cào cào. Con gì có nhiều chân? Con sâu hả? Con sâu có nhiều chân. Con sâu. Sâu nào? Đáp án thứ hai. Gì cho có nhiều chân thế? Nhiều chân. Nhưng mà để xem. Lửa. Đáp án thứ hai. Con sâu phải không? Nơi lỗi ngươi hội ý, các bạn hãy chọn cho một đáp án để ghi điểm này. Đáp án. Đáp án. Chắc không một cạn. Con gì? Con bò cạp. Bạn không dịp trả lời là con bò cạp có nhiều chân. Còn một đáp án khó trả lời. Không học. Bạn nghe lại nhé, bạn nghe lại. Bạn nói cho được sự quyết định, nói cho một nghĩ là con gì, có gì chứ. À, em nghĩ đó là con... con rối à, em rối. Em nghĩ đó là con gián. Con gián, con mở. Em nghĩ đó là con... con ghẹ. Con ghẹ. Con gián này. Con ghẹ này. Con gì nữa? Em thì... con mấy? Con tôm tích thì cũng là tôm tích. Có rồi, tôm tích. Tôm tích. Nghe chưa? Rồi chứ. Bà quyết định đi. Tôm tích là dòng họ tôm. Con dế là con dán một ngày đó. Con dế là con dán một ngày đó. Quyết định. Rồi, quyết định trả lời là chọn con dán. Con dán. Con dán. Dán có hai chân à. Thế thì bạn hiện có 267 điểm. Và nếu các bạn đáp đúng thì vẫn có bốn. Chỉ thấy sẽ thuộc về ai? Một. Hai, ba, con, yeah. Ủa vậy cũng hay hả? Lý Hương đi học trường trong trường với anh hết. Sao Thiệp biết? Đó nó học trên, nó học sao anh mà. Chơi với anh Thiệp hả? Học sao anh, Lý Hương học trước anh biết hết mà. Nè, mà nghĩ chứ. Để chơi, 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 có chơi với anh Thiệp không? Lý Hùng không có chơi mà Lý Hương có nói chuyện. Anh em có hình này nói con rối. Lý Hùng là ai vậy anh Thiệp? Anh Lý Hùng là ai vậy? Áo xanh 200 điểm. Amorin. Dễ thương. Chị có biết em làm gì không? I'm recording it. Gặp con nào bạn chưa tìm ra một đáp án nhanh mà chưa nói cho qua thôi, tôi tự động một bài của nó. Mình đi thi đi. Thì thời gian còn. Ok, mà em không đi. Nó học lớp 11, anh học lớp 12. Rồi chơi trong cái nhóm mà Hùng Vương nữa, Hùng nữa. Các vị xem đến cho bạn cái gì quan trọng nhất? Tiền. Bảo Lan.
tìm hơn. Sao bản thân nhìn thấy gì trên bản hiệu của mình nhà phút phay? À, còn rắn? Quảng cáo túi cái đầu. Chắc biết một cách đề phòng và chống và diệt mũi. Rắn? Nhà 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 thuốc tây nào cũng có cái ly con rắn nó uống hết cái ly. Là lý do nào khi một người nào đó có thể mua một nhãn hiệu mỹ phẩm này hơn là chọn loại nhãn hiệu mỹ phẩm khác thì bạn đã bảo là thì nó tốt hơn. Một cái gì cũng vậy, tốt hơn thì ta chọn thôi. Điều đó là rất là hợp lý và chúng ta xem bạn ghi được bao nhiêu điểm, có nghĩa là có bao nhiêu người trả lời giống như bạn. Ok, cái này hơi khó mình nhập viện. Câu thứ hai, công việc đem đến cho bạn điều gì quan trọng nhất thì bạn trả lời là ở số này bạn bỏ qua và sau đó bạn có thời gian để bạn trả lời lại. Câu thứ ba, bất chợt nếu một lý do khiến bạn phải di chuyển bằng taxi thì bạn trả lời là trời mưa thì để taxi cho nó đỡ ướt đồ. Chuyện đó là đương nhiên rồi, nhưng mà vấn đề quan trọng là điểm. Sao xếp hai hai xe hơi. Câu thứ tư, bạn đã trả lời là quảng cáo chống nhức đầu. Ta làm gì hả? Không biết. Câu thứ năm, bạn trả lời không kịp. Câu thứ sáu, cho biết một cách để phòng chống và diệt mũi thì bạn trả lời kịp thời gian. Bạn quá bất ngờ. Công việc của đồng đội bạn khá vất vả, bạn thực hiện trong 46 điểm nữa. Mời bạn trở về vị trí. Vậy bữa thằng con nhỏ kia làm được quá. Nhỏ kia nó chạy lấy chăng lấy chứ không được luôn. Mà như ra nó dễ lượng là Cái nhạc không nghe gì mà đâu. Đó là lúc của trò chơi tích. Còn bây giờ bạn nghe lại 5 câu hỏi và câu hỏi đồng đội lại. Mà cố gắng trả lời sao trong 25 giây. Mà có nhiều hơn trong tội mình 5 giây, bởi vì bạn phải thực hiện một việc khó hơn. Đó là bạn không được trả lời chung một đáp án nào, không được trả lời chung một ý nào. Mình nghĩ đi, em với anh với Mai. Dạ, em rung quá, để em lấy một tỉnh kia bộ. Khi mà bạn trả lời chung ý, thì bạn sẽ được chung nhắc nhở. Để em hẹn với Mai với cậu đi xem. Nghe tín hiệu đó, bạn phải bình tĩnh tí nữa nha. Bình tĩnh để thay đổi đáp án khác cho nhớ. Để tên là... Nữa là nhóm mặt mụn. Bạn biết kìa. Nhóm mặt mụn. Mà em còn phải nói để em record everything chứ. Em nói em record nha anh Hiệp. Không tính thời gian. Khi mà đọc dứt rồi thì... Giờ đi làm cái chương trình chính thức đi con sao. Tận dụng câu thứ nhất nha. Lý do nào khiến một người có thể mua một nhãn hiệu mỹ phẩm này hơn những nhãn hiệu khác? Giá tiền. Công việc đem đến cho bạn điều gì quan trọng nhất? Hăng say. Bất kỳ cái lý do khiến bạn di chuyển bằng taxi. An toàn. Bạn thường thấy gì trên bản hiệu của một nhà thuốc tây? Tên hiệu đó. Cho biết một cách để phòng chống và diệt mũi. Dùng thuốc thức mối. Thôi đúng rồi. Rất là nhanh. Bạn bây giờ chúng ta thấy lại xem. Có gì nữa là đúng rồi. Không được. Nữa. Thấy 5-4 điểm, 5-4 chốt điểm này lớn quá, giờ kia muốn khóc. Ráng được 146 điểm. Cố gắng là nhanh. Không được đâu, phải... Câu thứ nhất. 5 điểm một câu. Để mua một nhãn hiệu mặt này hơn những nhãn hiệu khác thì bạn đã trả lời là... Giá tiền. Ý là rẻ hơn. Dạ. Đúng rồi, đúng không? Ở đây chăng nhãn, hãy chăng nhãn. Bao nhiêu người ý giống bạn. Câu thứ sáu điểm thì cũng được cộng thêm 32 điểm là tổng 8. Và câu thứ hai, công việc đem đến cho bạn điều gì quan trọng nhất và trả lời là hăng say. Tiền hăng say. Bạn làm việc rất là cần cù. Và coi có bao nhiêu người giống như bạn. Sáu xếp. Bạn biết là người ta trả lời như thế nào không? Tại công việc đem đến cho bạn điều gì quan trọng nhất? Có 36 người trả lời là thu nhập. Thu nhập. Thấy chưa chị? Tiền, thu nhập rồi xem. Em không sai quá, hai chúng em. Câu thứ 3. Bất
đi taxi để an toàn hơn là đi xe máy. Mà bất chợ cho nên là bạn có xe hư. Mình cảm thấy đó là cảm thấy bó tay. Đi xe máy bây giờ nội muốn bảo hiểm là cũng an toàn rồi, cho nên là vấn đề khi taxi an toàn nhậu người nhậu người à, chào người ta đúng rồi trong khoa buổi bây giờ là trời mưa thì được 22 điểm nhưng mà cái điểm cao nhất đó là người ta trả lời là lý do khiến người ta đi taxi là vì đi xa chứ đi gần người ta đi bộ. Có 31 người trả lời như vậy, đi xa cho nên người ta chọn phương tiện là taxi ta đi. Câu thứ tư, bạn thường thấy gì trên bảng hiệu của một nhà thuốc tây thì bạn đã trả lời là tên của hiệu thuốc, tên của nhà thuốc phải không? Mấy điểm? Tôi nghĩ này khoảng chừng 75 điểm. 75 điểm. Còn 140 điểm nữa. Câu trong một câu 70 điểm nữa là chỉ sang là ngon lành. Nó xếp! Trời ơi, chị ơi! Cùng với số người cao nhất thì chúng tôi khảo sát. Nghe chị. Chết hết trơn nè. Không. Còn câu nữa, 106 điểm ha. Cho biết một cách để phòng chống và diệt mũi vì là trả lời dùng thuốc diệt mũi. Chi chất mì thì rất là hiệu quả nhưng mà điểm thì bao nhiêu đây? Nó xếp! À, mình chứng không chơi. Thấy không? Chỉ có cách đó thôi. Nó có thể tìm được cái đáp án là có số điểm cao hơn. Này, anh cho em chơi chứ. Rất là đây là số điểm cao nhất. Mà bạn còn tới 67 điểm thêm với chiến thắng. Dạ. Lắp bốn cái tàu. Mày chết rồi. Thank you.